Ôi giời ơi Giang ơi, hình như thì áp báo đến là cứ tắt điện thế này. Rồi chắc là muốn nghe hát mộc thôi. Vâng, lời đầu tiên cho phép áp báo được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý, tất cả các anh chị doanh nhân đang có mặt ở Ninh Bình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và để liên tục chương trình, áp báo xin phép được gửi tới cả nhà một tác phẩm rất là nổi tiếng của áp báo, đó là tác phẩm Tìm Em Câu Ví Sông Lam. Áp báo biết là ở phía bên dưới là có rất nhiều anh chị hát rất hay. Hôm nay áp báo xin phép được đại diện thay mặt cho những anh chị được gửi tới cả nhà trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, cảm ơn cả nhà. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai môi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời. Chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao chiều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Nửa câu vì em thương, củ sắn củ khoai mồ hôi chặt mặt, thương anh rồi nhớ đời. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai môi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18.
Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nó về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao chiều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đò lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm. Câu vì sống là thương anh rồi, nhớ đời cả nhà ơi, cả nhà ơi. Cho đôi lời phát biểu của cô gái, không biết em tên là gì, em đến từ đâu mà em đẹp thê trắng thê xinh tê. Thực sự là khi mà được nghe tin có A Báo về đây hát để gửi tặng những lời bài ca tiếng hát rất là tuyệt vời cho hội sinh trẻ, em thực sự rất là vui, bởi vì em thực sự từ nãy cũng chia sẻ với mọi người là em rất là yêu quý anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều đã dành tình cảm cho hội sinh trẻ ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em là Nương, là phó chủ tịch hội sinh trẻ. Biết ơn anh rất nhiều vì hôm nay đã tới và hát tặng cho hội sinh trẻ bài hát thực sự rất là hay và tuyệt vời ạ. Xin trọng cảm ơn anh. Ôi cả nhà ơi, tay trong tay, hoa trong hoa đấy, cầm tay từ lúc vào dạo đầu đến bây giờ vẫn chưa bỏ ra. Vâng, cái lần đầu tiên trong đời 37 năm A Báo mới được gặp một cô gái xinh đẹp và những lời tỏ tình ngọt ngào dễ thương như thế này. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô gái Thu Nhom. Vâng, tí nữa ta bắt cái mình sau nhá. Bây giờ ta hát xong đã. Rồi. Bó hoa này A Báo tặng lại luôn để gây thương nhớ. Tí nữa A Báo sẽ xuống sao? Rồi và sau đây mời cô gái sẽ xuống ở phía bên dưới, A Báo sẽ giao lưu với cả nhà sau và đi liên tục chương trình. Một ca khúc được mang tên Người Vùng Cao Lạ Thế.